Vâng, xin kính chào quý thầy cô, chào các em học sinh khối 12 rất thân mến. Để thực hiện cái kế hoạch ôn tập trong hè năm 2021 của trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Đức Trí, tổ lịch sử theo phân công thì chúng tôi đã biên soạn và hôm nay muốn trao đổi với các em về hai cái chuyên đề trong hè này. Chuyên đề thứ nhất gồm có hai nội dung. Đầu tiên đó là nói về một số những cái kỹ năng để giúp các em học tập tốt môn lịch sử lớp 12. Và sau đó sẽ là cái nội dung giới thiệu về cái chương trình môn lịch sử trong cái năm học này. Ở chuyên đề thứ hai, chúng tôi chọn cái đề tài đó là các cái xu hướng cứu nước ở Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Các em lưu ý là sở dĩ thầy cô chọn đề tài này cho cái chuyên đề thứ hai là bởi vì căn cứ vào cái đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong những cái năm vừa qua thì chúng ta biết là trong đề thi nó bao gồm kiến thức của cả khối 10, khối 11 và khối 12, trong đó chủ yếu là khối 11 và 12. Thế thì trong các câu hỏi khối 11 mà bộ đã ra trong những năm qua thì có thể nói rằng hầu hết đều rơi vào cái chuyên đề này. Đó là nói về các cái xu hướng cứu nước mà chúng ta đã học ở khối 11 cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, và nó liên quan đến cái kiến thức ở khối 12 trong cái năm học này. Đấy. Cho nên là chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu hai cái chuyên đề này, hy vọng các em sẽ có được cái các cái kỹ năng cần thiết cũng như là giúp các em nhắc nhớ lại một số cái kiến thức cơ bản mà các em đã học ở lớp 10, lớp 11 để có thể có được cái kết quả tốt nhất trong cái năm học cuối cấp này. Sau đây thì thầy trò chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cái chuyên đề thứ nhất. Vâng, chuyên đề này gồm có hai nội dung. Đấy. Nội dung thứ nhất nói về một số kỹ năng giúp các em học tập tốt môn lịch sử lớp 12. Nội dung thứ hai là thầy sẽ giới thiệu về cái chương trình môn lịch sử ở lớp 12. Đấy. Vâng, để có được những cái kỹ năng cần thiết giúp chúng ta học tập tốt bộ môn lịch sử lớp 12, các em cần chú ý các cái kỹ năng sau đây. Đầu tiên, đó là chúng ta phải có được cái sự chuẩn bị đầy đủ về mặt tài liệu học tập. Vâng, trong cái môn lịch sử lớp 12 thì các em chú ý là có 3 cái cuốn tài liệu các em cần phải chuẩn bị đầy đủ. Một, đó là sách giáo khoa. Hai là tập ghi. Các cái tài liệu này thì các em sẽ chủ động mua sớm ở các cái nhà sách đấy, để có được vào đầu năm học. Cái tài liệu thứ ba đó chính là đề cương ôn tập bộ môn lịch sử lớp 12. Đây là cuốn tài liệu mà các thầy cô trong tổ biên soạn, và vào đầu năm học thì chúng tôi sẽ gửi cái tài liệu này đến các thầy cô giáo viên chủ nhiệm của các lớp 12. Đấy. Trong đó thì có phân chia rõ giữa cái tài liệu ôn tập lớp 12 dành cho khối 12 ban khoa học tự nhiên và cái đề cương ôn tập dành cho ban khoa học xã hội. Đấy. Các em lưu ý là các cuốn tài liệu này các em phải có bao bọc, phải có nhãn mác, trong đó có ghi đầy đủ thông tin. Đấy. Và trong mỗi tiết học thì chúng ta phải có đầy đủ cả ba cuốn tài liệu này. Riêng với cuốn tập ghi á, thì các em lưu ý ở lớp 12 cái cuốn tập ghi môn lịch sử không cần thiết phải quá dày. Nó khoảng 48-50 trang là được ha. Đấy. Bởi vì trong cái thời gian của mỗi tiết học thì các em chủ yếu dành thời gian tập trung cho việc cùng với thầy cô trao đổi bài, nắm được kiến thức cơ bản của các bài học, cùng nhau trao đổi thảo luận mà không mất quá nhiều thời gian phải ghi chép. Tức là trong năm học lớp 12 này chúng ta cũng không cần phải ghi chép nội dung chi tiết của bài học, bởi vì cái nội dung này cơ bản đã được thể hiện trong đề cương. Và do vậy cuốn tập chúng ta chú ý ghi đầy đủ tên bài, các đề mục của cái tiết học hôm đó là được. Và nếu có những cái nội dung
trọng tâm, những kiến thức mới các em thấy tâm đắc cần phải được ghi nhớ thì các em có thể chủ động ghi vào trong tập. Đấy, và phần này thì cũng không bắt buộc. Và các em lưu ý đó là về mặt tài liệu học tập. Thứ hai là về tinh thần thái độ học tập. Vâng, các em chỉ đạt được kết quả học tập cao, đấy, thu được cái lượng kiến thức bổ ích mà không phải chịu quá nhiều những áp lực nếu các em có được cái ý thức tự giác, thái độ học tập tích cực. Với các em đã chọn khối 12 ban tự nhiên ấy, thì cũng lưu ý là trong cái quá trình học thì các em cần tránh cái tâm lý học tập đối phó. Đấy. Như vậy thì khi vào tiết học chúng ta sẽ cảm thấy rất là nhàm chán, rồi khô cứng. Đấy. Và nếu chúng ta học tập với một tinh thần như vậy thì sẽ dẫn đến cái việc chúng ta bị hỏng kiến thức. Và điều này rõ ràng là không tốt cho cái việc tích lũy kiến thức phổ thông đấy, ở các lĩnh vực khác nhau của các em. Và với những em mà chọn ban khoa học xã hội á, thì các em cần tập trung tích lũy kiến thức qua mỗi tiết học. Đấy. Các em phải có kế hoạch sắp xếp hợp lý về mặt thời gian để mà ôn lại những cái bài học cũ, những kiến thức cũ, rồi hoàn thành các cái yêu cầu trong mỗi tiết học mà giáo viên đưa ra. Đấy. Các em cũng cần tránh cái tâm lý chủ quan khi nghĩ rằng còn lâu mới đến lúc kiểm tra thi cử, để rồi chúng ta không hoàn thành được các cái yêu cầu của mỗi tiết học, để các cái bài học đó ùn ứ lại đến lúc kiểm tra thi cử thì các em lại bị áp lực. Đấy. Tuy nhiên thì một số em lại có cái tâm lý quá căng thẳng, đấy, lo lắng thái quá, cũng làm cho cái không khí, cái khả năng học tập tiếp thu kiến thức bộ môn nó kém hiệu quả. Thì đây là những vấn đề các em cần lưu ý. Và cái kỹ năng thứ ba đó là về phương pháp học tập. Có thể nói mỗi môn học á, thì nó đều có những cái phương pháp đặc thù. Và trong môn học lịch sử thì các em cần chú ý các cái kỹ năng, các cái năng lực cơ bản sau đây. Thứ nhất là các em cần tích cực tham gia hợp tác nhóm để trao đổi ý kiến với nhau với một cái tinh thần chủ động tích cực. Thứ hai là các em phải có khả năng phối hợp nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Và trong quá trình trao đổi như vậy thì mỗi học sinh cần chủ động giải quyết được các cái bài tập vận dụng kiến thức, củng cố kiến thức lịch sử. Trong trường hợp và cần phải có những cái trao đổi gợi mở thì các em cứ chủ động liên hệ, chủ động trao đổi ý kiến với giáo viên bộ môn. Đấy. Thứ ba là các em cần phải có khả năng tự học tốt. Chúng ta biết chủ động tìm tòi thông qua những cái nguồn sử liệu khác nhau. Và ngày nay thì các em biết rằng các cái nguồn sử liệu nó rất đa dạng phong phú và có thể nói rất thuận lợi nếu các em có nhu cầu tìm hiểu. Từ các loại sách báo chính thống cho đến các cái trang mạng xã hội. Tuy nhiên thì do cái vốn hiểu biết, vốn sống, vốn kiến thức về bộ môn lịch sử của chúng ta cũng còn tương đối hạn hẹp. Cho nên khi mà các em tìm hiểu các cái nguồn sử liệu trên các cái trang mạng xã hội, trên Internet á, thì các em cần chú ý là phân biệt được giữa cái nguồn sử liệu chính thống có giá trị với những cái nguồn tài liệu mang tính tuyên truyền không đúng sự thật. Những cái tài liệu nào đó mà các em thấy nghi ngờ băn khoăn thì tốt nhất là các em nên hỏi ý kiến của giáo viên bộ môn. Và các em cần trả lời được những cái câu hỏi liên quan đến một sự kiện, một vấn đề hay một nhân vật lịch sử nào đó. Đấy. Một cái kỹ năng khác nữa, một cái năng lực mà chúng ta cần phải có được, đó chính là các em phải chủ động phát hiện ra được những tình huống có vấn đề và có được những cái đề xuất về phương hướng để giải quyết các cái vấn đề lịch sử. Các em lưu ý, chúng ta nhiều khi vẫn chủ quan cho rằng một học sinh học giỏi môn lịch sử, tức là một học sinh mà thuộc bài, nắm được các cái sự kiện, nó diễn ra vào ngày tháng năm nào, nói về nhân vật gì, sự kiện nào, vân vân. Hiểu như thế là chưa đúng nhé. Chúng ta có kiến thức tốt về môn học lịch sử
Ở đây tức là chúng ta cần phải biết được đấy, trong cái thời gian đó nó đã diễn ra những sự kiện gì, những sự kiện đó vì sao nó lại diễn ra, chúng ta học được cái thông điệp nào từ những cái sự kiện đó để vận dụng cho giải quyết các cái kỹ năng trong đời sống thực tế. Đấy. Thế thì đó là về phương pháp học tập. Về vấn đề kiểm tra đánh giá trong môn học lịch sử lớp 12 năm nay thì các em lưu ý là chúng ta có rất nhiều hình thức kiểm tra đánh giá. Đó là cái hình thức thứ nhất đó là về cái hình thức vấn đáp. Đây là một cái hình thức chúng ta cũng đã khá quen thuộc thông qua trả bài miệng hay là thuyết trình hay là phát biểu trong giờ học. Đấy, đặc biệt là những cái phát biểu tích cực, phát biểu đúng hay thì thầy cô sẽ xem xét để tính luôn vào cái cột điểm thường xuyên, hay còn gọi là trong đó có cái cột điểm miệng. Hình thức thứ hai đó là hình thức tự luận. Đây cũng là một hình thức kiểm tra đánh giá rất truyền thống trong môn lịch sử. Tức là chúng ta làm bài ở trên giấy. Đấy, có thể đó là những cái bài 15 phút, có thể là 45 phút. Cái hình thức thứ ba sẽ được áp dụng tương đối phổ biến, thường xuyên trong môn lịch sử lớp 12, chính là đánh giá bằng trắc nghiệm khách quan. Và hình thức trắc nghiệm khách quan này thì có thể sử dụng phổ biến trong kiểm tra 15 phút hay là các cái bài giữa kỳ, cuối kỳ. Đấy. Và trong năm học này chúng ta cũng có thể có những cái bài kiểm tra đánh giá mà có sự kết hợp giữa phương pháp tự luận truyền thống với phương pháp trắc nghiệm khách quan. Đặc biệt là những cái bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ thì chúng tôi thường xây dựng cái đề kết hợp theo một cái tỷ lệ. Ví dụ như là hình thức tự luận sẽ chiếm từ 30 đến 40% tổng số điểm, còn lại từ 60 đến 70% tổng số điểm trong các cái bài kiểm tra giữa kỳ cuối kỳ sẽ là cái hình thức trắc nghiệm khách quan. Về nội dung kiểm tra đánh giá thì cái yêu cầu kiểm tra đánh giá hiện nay ấy, các cái bài kiểm tra sẽ được thầy cô xây dựng theo ma trận để đánh giá đủ 4 cái mức độ: từ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao. Các em cũng an tâm là trong mỗi cái bài kiểm tra thì các thầy cô phụ trách lớp sẽ có cái thông báo cụ thể về thời gian kiểm tra này, hình thức kiểm tra này, phạm vi ra đề kiểm tra, để các em có sự chuẩn bị ôn tập tốt nhất, có được cái kết quả cao nhất trong mỗi cái bài kiểm tra này. Và trong cái môn học lịch sử lớp 12 năm nay thì thầy cô cũng muốn trao đổi đến các em về cái hoạt động đào tạo bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn lịch sử lớp 12 để tham dự cái kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Đấy. Thế thì có thể nói rằng trường trung học cơ sở trung học phổ thông Đức Trí từ khi thành lập đến nay, một trong những hoạt động mà trường quan tâm đầu tư rất nhiều đó chính là cái công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cái đội tuyển học sinh giỏi các cái bộ môn, trong đó có bộ môn lịch sử, không chỉ ở khối 12 mà cả khối 10, 11. Điều này các em cũng đã được kiểm chứng qua những cái năm học vừa qua. Và trong năm học này thì tổ lịch sử tiếp tục đón nhận các cái bạn học sinh lớp 12. Trong đó thì thầy cũng lưu ý là chúng tôi ưu tiên cho các cái lớp 12 ban khoa học xã hội, đặc biệt là những bạn mà đến nay đã xác định được cái nhóm ngành mà mình sẽ sát đại học hoặc là thi vào đại học, trong đó có sử dụng môn lịch sử để xét, để thi. Thì tổ bộ môn sẽ ưu tiên để các bạn đăng ký tham gia vào đội tuyển môn lịch sử, để các bạn sẽ cùng với thầy cô phụ trách có được những cái trải nghiệm bổ ích, cũng như là có được những cái quyền lợi thiết thực trong cái năm học cuối cấp này, nhất là phục vụ cho cái việc xét đại học cũng như thi vào đại học có cái bộ môn lịch sử. Và những bạn có quan tâm thì chúng ta có thể tìm hiểu để đăng ký tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn lịch sử trong năm học này. Đấy. Cũng lưu ý một số nội dung sau đây. Thứ nhất là về thời gian học á, thì
đội tuyển của các bộ môn trong trường chúng ta sẽ tiến hành học 3 tiết trên một tuần. Đấy. Và các cái năm học vừa qua thì đội tuyển các bộ môn sẽ tiến hành bồi dưỡng ngay vào cuối tháng 9 đầu tháng 10. Năm học này thì do tình hình dịch bệnh cho nên là khi nào khai giảng rồi cái kế hoạch cụ thể của nhà trường chưa biết. Đấy, nhưng mà về cơ bản đội tuyển các bộ môn thì cũng sẽ tiến hành được bồi dưỡng ngay sau khi mà khai giảng năm học khoảng vài ba tuần thì sẽ tiến hành bồi dưỡng để đáp ứng được yêu cầu về mặt kiến thức khi mà đi thi học sinh giỏi cấp thành phố. Thứ hai là mỗi tuần thì đội tuyển học một buổi và cái lịch học cụ thể thì giáo viên sẽ thống nhất với các cái thành viên đội tuyển sau khi có được cái danh sách chính thức. Thứ ba là về số lượng trong đội tuyển. Bắt đầu từ năm học vừa qua, tức là năm 2020-2021 á, thì để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh của thành phố đấy, cân bằng với cái quyền lợi của thí sinh cả nước, thì đội tuyển học sinh giỏi các bộ môn tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố đấy đã tăng lên gấp đôi về mặt số lượng. Các năm trước đây là mỗi đội tuyển ở một bộ môn của mỗi trường á, chỉ có 5 học sinh, thì bắt đầu từ năm học vừa rồi và nhiều khả năng về cơ bản á, sẽ là áp dụng trong cả năm học này, thì mỗi đội tuyển của mỗi bộ môn trong trường sẽ có 10 học sinh chính thức tham gia. Và trong quá trình theo học đội tuyển học sinh giỏi ở các bộ môn, trong đó có bộ môn lịch sử, thì các em sẽ không phải đóng bất cứ cái khoản chi phí nào, học phí nào cho các cái lớp đội tuyển. À, thì đây cũng là một cái ưu ái của nhà trường dành cho chúng ta. Và các em cũng lưu ý là đội tuyển học sinh giỏi môn lịch sử trường trung học cơ sở Trung học Phổ thông Đức Trí trong những năm vừa qua đó, về cơ bản đều đã cố gắng và đạt được những cái kết quả cũng rất đáng trân trọng. Trong đó cụ thể như cái năm học vừa rồi 2020-2021 do chúng tôi cũng tương đối bị động về mặt số lượng, bởi vì lúc đầu thì kế hoạch vẫn là 5 học sinh đi thi, nhưng mà sau đó thì sở tăng lên thành 10. Và khi mà chúng tôi có được đủ 10 học sinh đi thi á, thì các anh chị học sinh khối 12 năm học vừa qua cũng đã có được 4 giải trên 10 giải trên 10 thí sinh dự thi, trong đó có 1 giải nhì và 3 giải ba, đã chia đều cho 2 cơ sở, mỗi cơ sở đều có 2 giải. Nếu không có gì thay đổi thì năm nay tôi tức là thầy Bùi Văn Tỉnh nhé, sẽ vẫn tiến hành phụ trách cái công tác phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12 môn lịch sử để đi thi thành phố. Với cái tinh thần tích cực chủ động cũng như là cái sự chuẩn bị tâm lý vững vàng, thì thầy cô tin tưởng rằng các em học sinh sẽ có cái kết quả học tập tốt đấy, trong cái năm học này ở bộ môn lịch sử nói riêng, cũng như là cái kết quả học tập chung của lớp 12 năm cuối cấp nói chung. Đấy. Chúng ta chỉ có được cái thành tích tốt thì chúng ta mới có cơ hội để biến những cái ước mơ, những cái hoài bão của mình trở thành sự thật. Sau đây thì chúng ta tiếp tục đi vào tìm hiểu cái chương trình môn lịch sử lớp 12. Đây cũng là cái nội dung thứ hai của chuyên đề này. Các em lưu ý là chương trình môn sử lớp 12 chúng ta sẽ thực tế học trong 35 tuần. Và học kỳ 1 đấy, chúng ta sẽ học 2 tiết trên 1 tuần. Học kỳ 2 thì rút lại còn 1 tiết trên 1 tuần đấy. Tuy nhiên là 1 tiết này là áp dụng cho các cái lớp 12 ban tự nhiên. Còn với khối 12 ban xã hội thì chúng ta sẽ có thêm các cái tiết tăng, thường là khoảng 3-4 tiết một tuần ha. Về nội dung thì môn lịch sử lớp 12, trong cái chương trình môn lịch sử lớp 12 năm nay á, chúng ta sẽ có 2 phần. Thứ nhất là lịch sử thế giới hiện đại, thời gian là từ sau chiến tranh thế giới thứ 2, tức là từ năm 1945 đến nay, và người ta dừng lại ở cái mốc năm 2000. Tương tự, phần thứ 2, phần lịch sử Việt Nam, thì chúng ta lại tìm hiểu cái thời gian nó dài hơn, tức là từ sau Thế chiến thứ nhất, đấy, tính từ năm 1919 đến nay. Đến nay tức là người ta cũng dừng lại ở cái mốc năm 2000. Cụ thể là trong phần lịch sử thế giới thì
được cấu trúc theo 6 chương. Có 6 chương nha. Chương thứ nhất nói về sự hình thành trật tự thế giới mới sau Thế chiến thứ hai. Trong giai đoạn 1945-1949, cái trật tự thế giới mới đã được hình thành để thay thế cho cái trật tự thế giới cũ. Đó chính là cái trật tự thế giới được thiết lập sau chiến tranh thế giới thứ nhất, cái trật tự Versailles Washington mà chúng ta đã học ở lớp 11 đó. Chương 2 nói về Liên Xô và cái nước Đông Âu. Đấy, từ sau năm 1945 cho đến khi mà chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô Đông Âu sụp đổ vào năm 1991. Tiếp đó là chúng ta tìm hiểu về Liên bang Nga sau khi Liên bang Xô Viết tan rã. Liên bang Nga từ 1991 đến nay dừng lại cái mốc năm 2000. Đấy. Rồi. Chương 3 nói về các nước Á, Phi, Mỹ Latin. Đấy. Từ 1945 đến 2000. Chương 4 nói về Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản, tức là nhóm các cái nước tư bản phát triển từ 1945 đến 2000. Đấy. Và chương 5 nói về quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh từ 1945 đến 2000. Đây cũng là một cái chương khá thú vị, giúp chúng ta có được những cái hiểu biết cơ bản về quan hệ quốc tế. Đấy. Từ sau Thế chiến thứ hai đến nay, với những cái sự kiện nó diễn ra chồng chéo đan xen lẫn nhau ha. Và trên cơ sở đó để chúng ta có thể có được những cái cách đánh giá phù hợp, đúng đắn cho các cái sự kiện trong quan hệ quốc tế đang diễn ra hiện nay. Và cuối cùng là chương 6 trong phần lịch sử thế giới nói về cuộc cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa. Vâng, chúng ta thấy rằng hiện nay chúng ta đang ở cái cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0. Đấy. Với rất nhiều những thay đổi, những biến chuyển. Và cái xu thế toàn cầu hóa hiện nay nó diễn ra như là một cái xu thế tất yếu. Đấy. Diễn ra và tác động đa chiều đến thế giới hiện nay. Và Việt Nam cũng nằm trong cái xu thế này. Thì đấy chính là một số nội dung cơ bản của phần lịch sử thế giới trong năm học này. Sang phần lịch sử Việt Nam thì được cấu tạo theo 5 chương. Chương 1 nói về Việt Nam từ sau Thế chiến thứ nhất, tính từ năm 1919 đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930. Đây cũng là một cái thời kỳ có thể nói rằng xã hội Việt Nam dưới ách đô hộ của thực dân Pháp và chế độ phong kiến tay sai, thì nhân dân đang lầm than rên xiết dưới cái ách đô hộ vơ vét bóc lột của bọn thực dân đế quốc phong kiến. Tuy nhiên thì trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, chúng ta đang bị khủng hoảng bế tắc về đường lối, về giai cấp lãnh đạo cách mạng. Sau đó thì trong chương 2 chúng ta sẽ tìm hiểu về Việt Nam từ khi Đảng ra đời, tức là từ năm 1930 cho đến cách mạng tháng 8 thành công năm 1945. Vâng, dưới sự là lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đấy, chúng ta đã tập hợp đoàn kết toàn dân, đấy, tham gia vào các cái phong trào cách mạng từ 1930-1931 với đỉnh cao là Xô Viết nghệ tĩnh, rồi tiếp đó là phong trào dân chủ 1936-1939, cuối cùng là cái phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1939-1945 với đỉnh cao là tổng khởi nghĩa cách mạng 8. Thắng lợi của cách mạng 8 đã dẫn đến cái sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là một cái mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước của dân tộc Việt Nam. Chương 3 nói về Việt Nam từ sau năm 1945, sau cách mạng 8 đến kháng chiến chống Pháp kết thúc thắng lợi năm 1954. Thế thì chúng ta thấy rằng sau cách mạng 8, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng thì nhân dân ta đã từng bước vượt qua. Đấy. Và bước vào cái cuộc kháng chiến chống Pháp, quay trở lại xâm lược Việt Nam Đông Dương lần thứ hai. Và đó là một cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Tiêu biểu là các cái chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947 này, biên giới Thu Đông 1950, Đông Xuân 1953-1954, và cuối cùng là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, vang vọng Nam Châu, chấn động địa cầu. Với thắng lợi quyết định về mặt quân sự tại Điện Biên Phủ, đã buộc kẻ thù là thực dân Pháp phải chấp nhận đàm phán và ký hiệp định Geneva 21 tháng 7 năm 1954. Đấy.
trao trả các cái quyền dân tộc cơ bản cho Việt Nam Đông Dương. Và giai đoạn thứ 4 đó là Việt Nam từ 1954 cho đến 1975. Vâng, từ 1954 đến 1975, tức là từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ trong cuộc kháng chiến chống Pháp cho đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ và chiếm được Sài Gòn. Từ sau năm 1954, nước ta lại rơi vào một cái tình thế hết sức bi đát, đó là đất nước đã bị chia cắt thành hai miền bằng vĩ tuyến 17. Từ hai miền dẫn đến cái sự xuất hiện của hai chế độ chính trị, hai nhà nước đối lập nhau. Và đứng sau hai nhà nước này là các cái lực lượng, các cái cường quốc dàn dựng, đạo diễn. Thế thì đây là cái thời kỳ mà nhân dân ta vừa phải đứng lên kháng chiến để chống lại cái ách đô hộ và chiến dịch xâm lược của đế quốc Mỹ, và đồng thời phải chống lại cái chính quyền Sài Gòn. Với cái đại thắng mùa xuân 30 tháng 4 năm 1975 thì cuộc kháng chiến chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã chính thức kết thúc thắng lợi hoàn toàn thuộc về ta. Non sông đã thu về một mối, đất nước được độc lập tái thống nhất nha. Và cái chương cuối cùng nó là nói về Việt Nam từ sau 30 tháng 4 năm 1975 cho đến nay, và người ta dừng lại ở cái mốc năm 2000. Đây chính là cái thời kỳ mà cả nước đã bước vào thời kỳ xây dựng phát triển kinh tế xã hội, đi lên chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên thì cũng trong cái giai đoạn này, tức là từ 1975 đến 2000 á, thực tế chúng ta về cơ bản thì có hòa bình, nhưng mà chúng ta vẫn phải tiếp tục đứng lên đấu tranh chống ngoại xâm. Đó chính là cái cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam chống lại lực lượng Khmer Đỏ tay sai của Trung Quốc năm cuối năm 1978. Và cùng cái thời điểm này thì nhân dân ta lại tiếp tục phải đứng lên đấu tranh chống lại cái sự xâm lược của Trung Quốc vào đầu năm 1979 dọc các cái tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam. Đây chính là cái nội dung khái quát về chương trình lịch sử lớp 12. Và nội dung này sẽ được cấu tạo thành những cái bài, những cái tiết khác nhau. Đấy. Thành những cái bài, những cái tiết khác nhau thì các em lưu ý là chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể trong cái kế hoạch giảng dạy môn lịch sử lớp 12 mà thầy cũng đã gửi lên trang Đức Trí Study. Đấy. Các em quan tâm thì sẽ tìm hiểu cụ thể nội dung từng bài trong mỗi chương này. Đấy. Và vừa rồi thì thầy đã cùng với các em để giới thiệu cái chuyên đề thứ nhất gồm có hai nội dung. Đó là một số những cái kỹ năng cần thiết để học tập tốt môn lịch sử lớp 12. Và giới thiệu cái chương trình môn học đối với đến các em trong năm học này. Qua đây thì thầy hy vọng rằng các em sẽ có được những cái kỹ năng cơ bản cũng như là chuẩn bị những cái điều kiện cần thiết cho học tập bộ môn trong năm học này, cũng như là hy vọng các em cũng đã nắm được về một cách khái quát nhất về cấu tạo chương trình của môn lịch sử trong năm học này. Thầy cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi cái chuyên đề này. Chúc các em cùng với gia đình bình an vượt qua cái đại dịch và có được cái sự chuẩn bị cho năm học mới một cách tốt nhất. Xin chào quý thầy cô và các em.